Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một cô cũng lặn lội rất xa từ dưới miền Tây lên đây. Sao mà chưa gì mà cô đã rưng rưng nước mắt rồi. Lên tuyển chồng là phải cười tươi lên, khí thế lên. Rồi, trước khi vào câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thế bạn anh em ở đây, chào cô nhé. Cô cho mọi người biết là cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, cô đến từ đâu? Cô tên là Nguyễn Thu Thủy. Nó lớn lên chút xíu cô. Cô tên là Nguyễn Thu Thủy, cô 61 tuổi. 61 tuổi, cô đến từ đâu? Cô đến từ quê cô hả? Ở quê cô không? Cô đến từ ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Trà Gào, tỉnh Tiền Giang. Rồi, năm nay 61 tuổi rồi ha. Rồi cái tình trạng hôn nhân của cô thế nào? Thì nói chung là hôn nhân cô từ năm cô 26-27 tuổi là cô đã ly hôn rồi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Là cô ly hôn tới giờ, cô sống tới giờ luôn hả? Dạ. Cô có mấy người con? Dạ không có con. À, mình lấy chồng là chưa có con là ly vậy không? Dạ. Mình đến với nhau lâu mà mới ly hôn cô? Đến cũng được 6 năm. 6 năm mà không có, chưa có con hả? Dạ. Rồi tới giờ luôn là mình chưa tìm hiểu ai, mấy chục năm rồi. Dạ. Sao cái lúc mà sớm cho còn trẻ rồi mình không lên tìm kiếm sớm? Coi như cô không có duyên, không có nợ. Thế cô xem chương trình của anh em lâu chưa? Thấy chương trình này cũng cô cũng mới xem từ khoảng tuần lễ nay thôi. Ôi trời, một tuần lễ lên luôn. Cô thấy bạn cô thấy cô không thấy trời, bạn cô chỉ. Quyết tâm dữ hả? Bạn cô kêu lên đây kết nối yêu thương đi. Rồi cô đi. Nhưng mà ở dưới ở xóm mình rồi chắc cũng có nhiều chú đeo đuổi cơ. Dạ, cô hả? Nhiều. Mà mình không hợp hay sao cô? Tại vì ở địa phương cô không thích. Cô thích đi xa hả? Dạ. Rồi. Là mình lên chương trình đi từ Phi hả cô? Dạ, cô đi hồi 5 giờ sáng. Trễ ha, sớm ha. Dạ. Rồi. Hiện tại cô đang làm công việc gì? Thì cô đang làm nội trợ ở nhà, công việc nhà vậy thôi. Cô làm công việc nhà ha? Dạ. Nhà mình ở Tiền Giang luôn hết cô ha? Dạ. Hiện tại cô ở với ai? Ở với em gái. Dạ. Bây giờ cô lên cô tìm một nửa thương nào, cô muốn độ tuổi bao nhiêu? Thì cũng độ tuổi từ cô trở lên. Chứ giờ nhỏ thì sao có được. Nhỏ hơn vài tuổi được không? Rồi sau lúc mà cô còn trẻ, mình không đi tìm kiếm một nửa thương cho nó thuận tiện, nó cả đôi bề. Mà sau bây giờ mình đã bước qua tuổi 60 rồi, mình mới quyết định là đi tìm kiếm nửa thương. Thì cô hồi đó giờ cô không có để ý tới cái chuyện đó. Nhưng mà cô thấy hình như là không duyên, không nợ hay gì đó. Tới rồi đi, tới rồi đi thôi, mình cũng không quan tâm. Thế tại sao hôm nay cô lại lý do như thế nào để thúc đẩy tại cô? Tại vì lại... mình đã lớn tuổi rồi, với bạn bè nó thấy có một mình á. Rồi thôi lên kết nối yêu thương đi để có mối tình già người ta sẽ lo cho mình. Để sau này đau ốm bệnh hoạn không ai lo. Yeah. Cái lúc trẻ mình không nghĩ tới. Không, mình còn sức khỏe, mình đi làm được, mình đâu. Bây giờ ai cũng nghĩ như vậy thì thì sao cô? Ai cũng nghĩ là già rồi kiếm người để chăm lo. Thế thì người kia người ta cũng nghĩ là già rồi để kiếm người chăm lo. Thì bây giờ mình coi như là mình không có tình cảm thì mình đi kiếm tình thương lo cho mình. Thì mình cũng mong là mình kiếm được người yêu thương mình yêu thương người đó. Chứ giờ hồi đó hồi trước cô người trẻ. Thật là tôi không để ý. Hồi trước mà cô trẻ cô sống độc thân thì cho nó thử tự do thoải mái đúng không? Dạ. Nếu mà cô chia sẻ chút xíu về bản thân mình á, tính cách của cô là sao? Là sao? Tính tình của cô á, có khó tính không? Kỹ tính gì không? Ưu điểm nhược điểm thế nào? Của cô thì hơi kỹ tính. Dạ. Hơi kỹ tính rồi. Sạch sẽ. Đi nói chuyện là phải cho đàng hoàng. Đàng hoàng nắp sạch sẽ. Chứ còn mà nói chuyện mà đưa đẩy là cô thêm. Bây giờ cô thế thì nhà mình không có rồi, trước giờ mình ở đâu? Thì ở nhà của mẹ ruột đó. Huy Hùng vừa mới lập một cái trang Facebook mới có tên là Huy Hùng Kết Nối. Đó, mọi người vào Facebook, mọi người gõ ra Huy Hùng Kết Nối, sau đó tìm cái hình đại diện mà Huy Hùng đang đội cái nón, cầm cái máy chụp hình này. Mọi người bấm vào theo dõi kênh để được đón xem những video nhanh nhất và mới nhất. Những video nào hay nhất và mới thì Huy Hùng sẽ đăng ở trên trang Facebook này. Mọi người nhớ vào
tìm kiếm và bấm theo dõi để xem những video hay nhất nhá. Xin cảm ơn mọi người. Ủa? Giờ mẹ con mới mất. Ồ. Ờ. Thế sao bây giờ em gái ở? Thế sao lúc đó cô còn trẻ mà sao cô không làm, cô làm một cái nhà riêng nha mình cho nó thoải mái? Tại vì nói chung là mình còn gái, rồi cha mẹ cũng đâu muốn cho mình ra riêng đâu. Mình muốn ở chung cho có cha. Con gái thì còn tầm 30, ba mấy, 40 thôi, chứ còn tầm 50, 60 là lúc đó con gái gì nữa. Nhưng mà sống độc thân, ở quê, ở vườn vắng vẻ rồi cha mẹ cũng không muốn. Cái nữa cô cũng đi xin đi làm thường xuyên, rồi về thì ở với cha mẹ 5-10 ngày vậy rồi đi. Rồi bây giờ cô lấy chồng về rồi về cái nhà đó ở được không? Dạ không, tại vì em gái đâu không có chồng nữa. Ờ, em gái cũng không chồng luôn. Dạ. Không, em gái không chồng về sống chung, từ hai cha em ở sống chung người cũng bây khó. Giờ cô lên đây là tâm tư nguyện vọng của cô là muốn như thế nào? Thì tâm tư nguyện vọng của cô là nhờ ở chương trình kiếm cho cô được một tấm chồng mà cũng như là hiền với cái đạo đức. Mình rất cần người đó có kinh doanh buôn bán giỏi giang, có nhà cửa ổn định nhiều không cô? Giàu có gì không hay là người bình thường thôi? Cô cũng mong là kiếm được người chồng có tiền. Có tiền. Nếu mà như về mà gia đình họ khó khăn thì cô cũng phụ mua bán. Còn nếu không thì ở nhà làm nội trợ. Rồi bây giờ chú nào đó ở trọ mà thương cô thật lòng thì cô có đồng ý không? Nếu mà cô thấy cảnh ở trọ với ở trọ mà thấy khổ quá thì chắc cô không đồng ý. Tại vì nếu trường hợp như cô khổ, cô lấy thêm một người khổ nữa thì cô lo đâu có nổi. Phải có nhà mới được ha. Dạ. Nhưng nữa là cô thấy chương trình Kết Nối Yêu Thương này, hôm cô có coi qua cái clip của chú Nguyễn Tiến Dũng hay gì đó, biết ông Việt Kiều Mỹ 62 tuổi hay gì đó, là bạn Kiều Mỹ tặng, ha. Tải cho cô nghe, chứ cô không có biết coi cái đó. Ồ, Việt Kiều Mỹ đi qua Mỹ là cực lắm à. Ở Việt Nam mà. Cô đọc qua cô nghe nói là hình như là nguyện vọng ở Việt Nam. À, coi như là cô xem được chú Việt Kiều Mỹ, cô mới lên với anh Nguyễn Tiến Dũng gì đó. Dũng thì là coi như bạn cô nó tải vào dùm. Rồi chú Dũng là hôm trước là có phải cô xem là chú đó mà bán đất được 2 mấy tỷ đúng không? Nếu mà đất mà trị giá là 2 mấy tỷ gì? Chú đó hả? Chú đó đất ở Biên Hòa đó, 10 mấy lô á, bán được khoảng tầm hơn 20 tỷ. Khá nhiều tiền đó, cô có lo không? Cái đó cô không biết nha. Cái gì thường Mỹ hình như là về để ở định cư thôi chứ đâu có nói gì vấn đề tài sản có nữa. Chứ có đất đai nhiều lắm. Anh biết tùy theo chương trình cứ hả kiếm được cho cô giúp giùm cô thì cô... Bây giờ thì có chú nào mà yêu cầu cô là cần phải có nhà mới được. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mà chú nào có nhà luôn nhưng mà chạy xe ôm phụ hồ bảo vệ thì muốn đến với cô đồng ý không? Không tại luôn. Tại vì những người đó cô đã thấy rất nhiều ở dưới quê của cô cũng thấy rất nhiều, là họ cũng chạy theo cô cũng nhưng mà họ có nhà, có nhà thì có, nhưng mà cô không thích. Nhiều khi họ có nhà nhưng mà họ có con rồi có vợ đâu, không có vợ người ta mới lên chương trình, nhưng ai có vợ dám lên chương trình. Nhưng mà đa số ở dưới quê cô thấy vậy. Ở dưới quê thì khác, nhưng mà lên chương trình của tụi con là phải không có vợ. Tụi con xác minh đàng hoàng giấy tờ rõ ràng ly dị đàng hoàng tụi con mới ghi hình chứ. Cô thì cô không có đòi hỏi gì cao, nhưng mà cô chỉ muốn là cuộc sống cho nó ổn định thôi. Chứ giờ khổ quá rồi. Thì không đòi hỏi cao mà cần người đó có nhà thì có nhà được rồi. Nhà lớn hay nhỏ thì cũng được. À phải nhà bự. Vậy mà không cao. Nhà bự cô hay nhiều cô đúng đó. Quá cao. Vậy là cô đòi hỏi quá cao luôn đó chứ. Người ta đi tìm kiếm một nửa yêu thương là người ta, nếu mà đúng thật sự chân thành là chỉ cần yêu thương thôi là đủ. Thì đúng rồi. Con chỉ thích nhất là hai trái tim thôi là đủ. Còn cô tìm nhà, tìm cái điều kiện kinh tế mà còn không cao nữa. Tìm nhà nghĩa là có nhà, nhà lớn, nhà nhỏ gì cũng được. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Mình có nhà riêng luôn của bản thân anh đó vậy thôi. Hai vợ chồng về có chỗ ở mà không phải nhờ đến con cái. Thì theo như cô suy nghĩ thì cô lên chương trình thì khoảng bao nhiêu phần trăm thì cô sẽ tìm được? Theo như cái trong lòng cô nghĩ. Không, cô không biết cái vụ đó. Cô nói mới là đi lần đầu tiên thôi, chưa có thử qua lần nào chứ. Nếu như mà thật sự một cô chú nào lên chương trình để tìm kiếm một nửa thương theo đúng cái nghĩa chân thành, về đùm bọc nhau sống, chăm lo cho nhau, thì cái tỷ lệ thành công của nó lên khoảng tầm 95%.
90-95%. Còn nếu mà tìm với một cái tỷ lệ mà yêu cầu nó hơi cao một chút thì nó sẽ thấp hơn. Đó là con chia sẻ thật lòng với cô như thế. Dạ. Cô nhé, tại hôm nay mình ngoài 60 rồi, mình đâu phải là 20-30 đâu. Nó, nhưng mà cái tâm tư người bạn của cô thì anh em ở đây luôn tôn trọng cô ha, thì biết đâu được mình may mắn là sao. Mà sao cái lúc trẻ có nhiều chú theo cô mà tại sao cô không thích? Lúc đó trẻ sống một mình nó khỏe hơn, nghe cô nói tâm sự nãy à? Mình thích tự do. Tự do thoải mái sướng hơn, rồi con cái chồng con đùm đề đúng không cô? Đúng cái tâm lý như vậy luôn, bây giờ già rồi mình cần tìm người lo chăm sóc tuổi già đúng không cô? Thì già có chứ, tìm tình yêu đó. Bây giờ là tìm người chăm sóc chứ không phải là tìm tình yêu. Tình yêu người già. Nếu mà ai cũng có suy nghĩ như cô thì nó cũng hơi mệt đấy. Dạ. Lúc trẻ cứ sống cho nó sướng cái bản thân mình, rồi sau này già rồi đó thì nó khổ, nó khó. Dạ. Bởi vậy nó cái bài học của cô, anh em ở đây tụi con thật sự để chia sẻ rất thẳng thắn. Có sao ai còn nói vậy? Ai buồn thì cũng chịu thôi. Đó cũng là một suy nghĩ của khá nhiều người. Nên là trong xã hội hiện nay mình cũng nên thay đổi cái tư duy một chút xíu, thay đổi một cái lối suy nghĩ một chút xíu. Khi mình sung sướng cuộc đời thì luôn mình đâu nghĩ những người xung quanh. Nếu khi mình gặp khó khăn hoạn nạn lúc đó mình mới nghĩ đến vấn đề đó thì nó hơi trễ. Như bản thân cô bây giờ nó cũng vậy, đúng không? Bây giờ cô sống với anh em dòng họ, chị em có thể đùm bọc nhau được, nhưng mà cũng có thể người ta nếu dạy yếu người ta đi trước mình, ai đùm bọc cô? Nếu cô lập gia đình, cô còn có con có cháu thì tất nhiên khi cô có con có cháu thì lúc tuổi thanh xuân của cô sẽ không được tự do thoải mái như cái cuộc đời của cô, đúng không cô? Nếu mà cho cô suy nghĩ lại, cô quyết định cô chọn lại thì cô có lập gia đình ở lúc tuổi thanh xuân không? Cũng không luôn. Quan điểm vững vàng ha. Dạ. Thì thôi thì mỗi người một quan điểm, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một lối sống nhá. Thì anh em ở đây thì cũng ghi nhận những câu chuyện và chia sẻ lên. Nếu ai có duyên với cô thì tụi con sẽ kết nối cho cô nhá. Thì bây giờ trước khi kết thúc thì cô có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú không? Những người mà cô đang muốn kết nối đó, là chú Việt Kiều với lại chú Tiến Dũng. Thì bây giờ cô đã đến chương trình Kết Nối Yêu Thương rồi thì cô chỉ nhờ chương trình giúp đỡ cho cô. Thí dụ như anh Nguyễn Tiến Dũng hay là cái chú Việt Kiều gì đó thì nếu được thì cô cũng cảm ơn chương trình, mà nếu không được cô vẫn cảm ơn chương trình. Tại vì nói chung đây không phải là cái chuyện mà cô tới để mà cô bắt buộc hay là cô tới lại phải có, tùy duyên. Rồi con cảm ơn cô nhé. Rồi thay mặt anh em trong chương trình cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều. Cô lặn lội một quãng đường rất xa từ dưới miền Tây đến đây, một tỉnh rất xa cô ha, cũng vất vả đi từ đêm tới giờ. Thì anh em cũng cảm ơn cô và chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt sớm tìm được một người yêu thương theo đúng cái tâm nguyện của mình nhé. Rồi hôm nay cô có cam kết và đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, cô đồng ý không? Dạ, cô đồng ý. Rồi cảm ơn cô. Rồi cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên để lại cho cô U61 một lời bình luận góp ý, chia sẻ để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Cô mua bên con rồi, bây giờ lấy 2 chai nữa hả? Cô uống 1 chai cô thấy đỡ rồi, nhưng mà còn 1 chai cô đừng uống, nhưng cô lại gọi tiếp vậy. Cô ở đâu? Cô ở trong Quốc Phương đấy, hôm nọ cái địa chỉ của cô Nguyễn Thị Tình, thôn Nga Ba đấy. Rồi, thế cô uống bữa nay là đỡ chưa? Uống thấy là đỡ sức chân rồi, là cũng thấy nó nhẹ vậy, cho nên là cô bảo cô mua thêm 2 chai nữa uống tiếp. Trước khi cô uống thì tình trạng bệnh cô như thế nào? Ôi cô, cái đầu gối cô nó cứ sưng hú lên, xong là nó cứng chân. Dạ, đau không cô? Mà nó rứt, nhưng bây giờ là không thấy rứt nữa. Dạ, uống xong rồi nó bớt nhức nhiều rồi ha? Rồi. 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thì nó được, nó chỉ mới được độ khoảng 3-40 phần thôi, bởi vì cô mới uống có 1 chai ấy. Ồ, vậy chai là tốt ấy. Rồi cô, phải là hợp thuốc rồi đó. Rồi con hỏi cô là cô uống khoảng mười mấy ngày là cảm giác là bớt rồi hả? Cô cảm thấy uống độ khoảng được độ khoảng 10 ngày là cô thấy tự dưng là thấy nó không dứt nữa. Dạ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, tại vì cô mới uống được 1-2 chai mà. Mới cô mua 2 chai, cô đừng uống nhân chai thứ 2. Mới có, bây giờ phải bước qua chai thứ 2 thôi là nó bớt 3-4 phần rồi. Dạ, vậy là nó hợp thuốc rồi á, con chúc mừng cô nhá. Rồi, vậy nhá, gửi cô 2 chai nữa nhá. Thì ai mà bị đau xương khớp rồi cô giới thiệu cho người ta uống. Có, cô đừng mua về cho cái bà ngoài kia, bà cũng đau, bà bảo bà uống, cô mua hộ cho bà đã xong là cô lại hết cái chai thứ 2 này để cô lại uống tiếp. Đúng rồi, cô chỉ cho người ta biết, có nhiều người người ta không biết để đau nhất tội nghiệp người ta. Rồi, cô cũng quảng cáo mà, cô thấy đỡ, cô cũng quảng cáo con mọi người mà. Cảm ơn cô nhá, con chúc cô mạnh khỏe. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, con chào cô. Và...